Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Vào những ngày ăn chay hoặc là trong bữa ăn hàng ngày, mình muốn thay đổi để phong phú hơn. Mình hay lựa chọn những món chay thì làm như thế nào để cho món chay đơn giản mà ăn vẫn ngon, lại bổ dưỡng nữa? Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức món bánh mì hấp chay này. Vừa đơn giản, nhanh gọn và nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì hấp chay này với Diễm nha. Để bổ sung protein trong những món ăn chay thì nhà Diễm thường dùng nấm. Ở đây Diễm có 150g nấm, nấm mỡ nâu nè và nấm bào ngư màu trắng và màu vàng luôn. Nấm thì mình làm sạch bằng cái cây cọ hoặc mình rửa cũng được nữa. Sau đó mình sẽ cắt nấm ra thành hạt lựu như vậy. Đó, mình cắt xong, mình để sẵn một bên nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Ăn chay nếu mà mình không dùng hành tỏi thì mình dùng baro. Ở đây Diễm có một cây baro nè. Mình sẽ lấy một cái phần trắng baro. Cái này Diễm cân 50g, mình rửa sạch nha. Sau đó mình sẽ cắt hạt lựu luôn. Cái này để tí xíu nữa mình xào rau củ đó mình cho vào để nó thơm, nó ngọt hơn. Cắt cho dễ thì mình cứ cắt dọc ra, sau đó mình cắt nhỏ thôi. Tiếp theo Diễm có một phần baro xanh này, Diễm cân được 25g và mình cũng cắt nhỏ nha. Cái baro xanh này mình cắt nhỏ để mình làm giống như mỡ hành đó, mình cho lên bánh mì nó sẽ thơm. Và thêm một phần baro nhỏ này khoảng 10g, mình cũng cắt nhỏ ha để mình phi lên lúc mà mình xào rau củ. Đó, băm ra như vậy là được. Diễm có một củ cà rốt này, Diễm cân được 80g, mình đã gọt vỏ. Bây giờ cà rốt này mình cắt hạt lựu luôn nha. Ngoài cà rốt đó, mình có thể dùng củ sắn cũng rất là ngon. Để tạo độ bùi cho món chay thì Diễm có một cái củ khoai tây này đã gọt vỏ, mình cũng cắt ra thành hạt lựu luôn ha. Mình cũng có thể thay bằng khoai môn cũng ngon nữa. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy 10g baro hồi nãy mình băm nhỏ đó mình cho vào. Mình để cái lửa lớn và mình phi cho cái baro này nó thơm. Khi mà thơm rồi thì mình hạ xuống lửa trung bình. Rồi bây giờ mình cho cà rốt và khoai tây mình đã cắt hạt lựu vào. Diễm nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối là 3g. Rồi bây giờ mình giữ lửa trung bình này và mình sẽ xào cho cà rốt, khoai tây chín nha. Thời gian thì khoảng 2 cho tới 3 phút. Khoai tây với cà rốt chín mình thấy nó sẽ có cái màu trong hơn. Mình cứ ăn thử nha, mình ăn mình thấy khoai tây nó bùi, nó dẻo, như vậy là đạt. Rồi mình sẽ cho nấm vào, ba cái loại nấm mình đã cắt nhỏ luôn. Diễm sẽ nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Hạt nêm nấm thì Diễm dùng hiệu của Maggi nha. Rồi mình cũng giữ cái lửa trung bình này, rồi mình đảo cho nấm nó chín ha. Thời gian thì khoảng chừng 1 phút mà, rất là nhanh. Sau đó mình sẽ cho cái phần trắng của baro, hồi nãy mình cân được 50g vào luôn. Đảo sơ lên ha, tránh cho những cái nguyên liệu rau củ nó bị cháy bên dưới cái đế chảo đó. Khoảng 15 tới 20 giây à. Rồi mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê tiêu. Đảo đều thêm một lần nữa là mình nhắc khỏi bếp được. Như vậy mình đã xào xong phần rau củ rồi, rất là nhanh và thơm ngon. Phần rau củ xào này ngoài dùng để ăn với lại bánh mì hấp, mình có thể dùng để ăn với bánh cuốn nè, hoặc là bánh đúc, Diễm thấy cũng đều rất là ngon. Bắc một cái nồi nhỏ lên bếp, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn để mình làm cái dầu baro á, để mình cho lên bánh mì nó sẽ ngon. 25g baro xanh hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó mình cho vào luôn. Mình nêm thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Rồi mình để cái lửa lớn nha. Và mình đảo khi mà mình thấy cái dầu nó vừa sôi lên. Như vậy là mình nhắc khỏi bếp được ha, đừng có xào lâu quá. Bây giờ mình đi làm phần nước mắm. Nước mắm đây là nước mắm chay nha. Đường thì mình cần 2 muỗng canh là 30g. Và Diễm nấu một cái ấm nước sôi đó, Diễm cho vào đây 5 muỗng canh nước sôi,
một cái muỗng canh là 15ml nha. Mình khuấy cho đường nó tan. Đường tan hoàn toàn rồi thì mình mới cho nước mắm vào. Nước mắm thì mình cho 2 muỗng canh. Nếu mà mình không có nước mắm chay thì mình có thể dùng nước tương. Diễm thấy cũng ngon luôn. Nước tương thì cái mùi nó hơi đậm đà hơn chút. Cái nước mắm chay này thì giống cái nước mắm mặn hơn. Và cuối cùng mình cho vào một muỗng canh giấm. Diễm dùng giấm gạo 5% ha. Nước mắm này sẽ có cái vị chua ngọt và mặn nhẹ rất là ngon. Để làm đồ chua thì mình cứ bào khoảng 10g cà rốt. Mình cho vào mình ngâm như vậy luôn. Rất là nhanh và ngon. Bánh mì hấp thì hồi xưa Diễm nhớ là mỗi lần mà trong nhà nội Diễm có đám giỗ là có nhiều bánh mì thì hôm sau sẽ có cái món bánh mì hấp này. Tại vì bánh mì mình để sang hôm sau nó sẽ khô đó. Mình mang mình hấp thì nó mềm, nó ngon hơn. Tùy mình thích ha, mình có thể cắt ra thành từng cái lát mỏng hoặc cắt dọc theo cái bánh mì đều được. Diễm thì Diễm cắt ra thành từng cái lát mỏng như vậy. Và nếu mà bánh mì khô quá đó, mình có thể phun tí nước lên. Hoặc là nếu mà mình thích ăn béo á, thì mình có thể tẩm tí xíu nước cốt dừa cũng ngon nữa. Bánh mì cắt xong á, thì mình sẽ mang đi hấp. Thời gian hấp bánh mì á, thì tùy thuộc vào cái bánh mì nó khô nhiều hay là ít. Nếu mà bánh mì mà bóp mềm á, thì Diễm thấy mình hấp lửa trung bình 10 phút á, là đã ngon. Đừng có hấp lâu quá, bánh mì nó mềm, nó bở không ngon. Mình ăn mà có cái độ mềm dai lúc mà mình cuốn lại, rất là hấp dẫn. Đó, cái này là Diễm hấp 10 phút nè. Mình có thể kiểm tra nha, mình ăn thử hoặc là mình dùng đũa đó, mình bóp vào như vậy. Đó, mình thấy nó mềm hay nó dẻo như vậy là ngon nè. Mình sẽ lấy cái phần ba rô xanh hồi nãy mình phi với dầu đó, mình cho lên như vậy. Vừa thơm và giúp cho bánh mì nó cũng không có bị khô. Và cái món bánh mì hấp này á, mình hấp xong là mình ăn liền ha. Chứ mà mình đợi nó nguội thì bánh mì á, nó cũng sẽ dai và nó khô trở lại. Ăn kèm á, thì mình nên có xà lách và rau thơm. Hôm nay nhà Diễm có xà lách nè. Rồi ra ngoài ban công đó có trồng sẵn những cái loại rau thơm này Diễm hái vào luôn. Có lá quế và cái này là húng lủi ha. Nước mắm khi ăn á, thì mình cho thêm tí xíu ớt băm. Nếu mà mình ăn cay nhiều thì mình cho nhiều nha. Khi ăn á, thì tùy mình thích, mình có thể múc rau củ xào ra riêng như vậy. Mình lấy một ít xà lách nè, rồi mình cho rau thơm ha. Rồi mình lấy bánh mì đó, một lát thôi, nếu mà thích ăn nhiều thì cho 2 lát bánh mì. Rồi mình múc cái phần rau củ xào lên, mình cuốn lại và mình chấm nước mắm, rất là ngon. Cái này hồi xưa nhà nội Diễm thì ăn thì xào thịt, nhưng mà mình ăn chay á, mình làm rau củ như vậy Diễm thấy cũng rất là ngon và bổ dưỡng nữa. Còn cách thứ hai á, thì mình có thể cho cái phần rau củ xào lên trên phần bánh mì hấp luôn. Rồi khi ăn á, mình sẽ múc ra chén, mình cho rau thơm, mình chan nước mắm lên. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em sẽ có được những bữa ăn chay thiệt là ngon và bổ dưỡng. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.